Thùy Trang kính chào tất cả quý vị khán giả. Thưa quý vị, chương trình Nối kết yêu thương là một chương trình truyền hình thực tế về phẫu thuật tim miễn phí dành cho trẻ em nghèo trên khắp mọi miền đất nước, với mong muốn ngày càng có thêm nhiều những trẻ em nghèo được chữa trị, hội nhập và hướng đến tương lai. Bên cạnh đó, qua chương trình này, chúng tôi cũng hy vọng sẽ có thêm nhiều những tấm lòng nhân ái có thể đến được với những trái tim chưa thật bình yên trên khắp mọi miền đất nước. Như thường lệ, chương trình hôm nay sẽ được bắt đầu với một thông tin cộng đồng. Nằm trong khuôn khổ chăm sóc sức khỏe tim mạch cho các trẻ em nghèo vùng sâu vùng xa, chương trình khám sàng lọc tim FedEx mang nhịp đập đến trái tim do FedEx phối hợp, hợp tác cùng Nhịp tim Việt Nam, một chương trình thuộc quỹ tài trợ Vina Capital đã thực hiện tại nhiều tỉnh thành trong những năm qua. Với khao khát giúp các em tại những vùng xa xôi hẻo lánh và chủ động trong việc tới gần các em hơn, đoàn đã phối hợp cùng với Quỹ Bảo trợ Trẻ Em tỉnh Khánh Hòa và các bác sĩ thuộc Bệnh viện Đại học Y Dược tổ chức các điểm khám tại ba huyện Ninh Hòa, Cam Ranh, Nha Trang từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 6 năm 2016. Trước chuyến khám, địa phương đã thực hiện công tác tuyên truyền đến người dân ở các xã thuộc các huyện được chọn để người dân có thông tin đưa con em tới điểm khám. Tại các ngày khám, cán bộ phụ trách chương trình tim thuộc Quỹ Bảo trợ Trẻ Em tỉnh Khánh Hòa cùng đoàn điều phối thực hiện chương trình, bao gồm công tác ghi chép thông tin trẻ đến khám sàng lọc và lấy danh sách số trẻ mắc bệnh tim, cũng như có chỉ định phẫu thuật sau mỗi điểm khám. Các bác sĩ thực hiện nhiệm vụ khám, đưa ra chỉ định và tư vấn cần thiết, thực hiện siêu âm những ca có nghi ngờ bệnh tim. Cán bộ địa phương và nhân viên chương trình Nhịp tim Việt Nam cùng thực hiện việc tư vấn và hướng dẫn cho gia đình có con em được chẩn đoán và chỉ định mắc bệnh tim bẩm sinh. Đối với Quỹ Bảo trợ Trẻ Em tỉnh Khánh Hòa, thì khi được hợp tác với chương trình Nhịp tim Việt Nam, Quỹ tài trợ Vina Capital với Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh qua cái đợt khám tim sàng lọc miễn phí cho toàn diện cho tất cả các em trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa từ 0 tuổi đến 18 tuổi và tại ba cái địa điểm là được thống nhất ở thành phố Nha Trang, thành phố Cam Ranh và thị xã Ninh Hòa. Thì cái việc đầu tiên ở Quỹ Bảo trợ đã là tích cực và cái công tác tuyên truyền, và chúng tôi đã phối hợp với lại các địa phương ở phòng lao động huyện phổ biến và đưa các cái tờ rơi và tuyên truyền về cái thông điệp là hãy cho con em mình được khám tim một ít nhất một lần trong đời. Việc phối hợp cũng đã mang lại một cái hiệu quả cho không những cho trẻ mà cho những gia đình khó khăn, và trên toàn bộ người dân của tỉnh Khánh Hòa cảm nhận được là một sự chung tay của xã hội đối với họ có một mang lại cái hiệu quả thiết thực hơn. Thay mặt chương trình Nhịp tim Việt Nam, Quỹ tài trợ Vina Capital, tôi xin gửi lời cảm ơn đến Quỹ Bảo trợ Trẻ Em và Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa cùng với đoàn bác sĩ của Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh đã cùng phối hợp để tổ chức chương trình khám sàng lọc bệnh tim cho trẻ em tại tỉnh Khánh Hòa. Từ năm 2007 đến nay thì chương trình Nhịp tim Việt Nam đã phối hợp với lại tỉnh Khánh Hòa, là một trong những tỉnh đầu tiên mà chúng tôi tổ chức chương trình khám sàng lọc bệnh tim cho trẻ em. Tính riêng với tỉnh Khánh Hòa, sau những đợt khám sàng lọc, chúng tôi phát hiện ra hơn 900 trẻ mắc bệnh tim bẩm sinh. Trong đó chúng tôi đã cùng với Quỹ Bảo trợ Trẻ Em và nhà tài trợ thì chúng tôi hỗ trợ chi phí để mổ tim cho các trẻ là trên 400 trẻ. Với mong muốn chương trình được nhân rộng ra nhiều tỉnh thành thì chúng tôi đã đưa đoàn bác sĩ đi khám sàng lọc hơn 30 tỉnh trong cả nước. Ngoài ra, với thông điệp hãy cho con em bạn được khám tim ít nhất một lần trong đời, chúng tôi mong muốn rằng đoàn khám sàng lọc tiếp cận với những trẻ sơ sinh. Và để làm được điều đó thì chúng tôi kêu gọi các gia đình có trẻ em hãy đưa con em mình đến để khám sàng lọc bệnh tim từ những năm tháng đầu đời. Cái đứa trẻ mắc bệnh tim bẩm sinh đó, không phải trẻ nào cũng có cái khả năng mà tiếp cận được với cái dịch vụ y tế, với những cái bác sĩ chuyên ngành về tim mạch, đặc biệt là tim bẩm sinh nhi. Cho nên những cái chuyến sàng lọc như thế này rất có ý nghĩa đối với những cái bé đó. Và nếu tất cả các bé sinh ra đều được tầm soát bệnh tim bẩm sinh ít nhất một lần trong đời thì cái khả năng sống còn của bé nó sẽ nâng cao hơn. Cái khả năng mắc bệnh mà bị bỏ qua nó sẽ hầu như là nó sẽ bị giảm đi, hạn chế đi.
Cho nên những cái quá trình tầm soát bé từ lúc nhỏ rất là quan trọng đối với từng bé. Những cái chuyến đi như thế này thì hữu ích. Sau 3 ngày, chương trình FedEx mang nhịp đập đến trái tim đã khám cho 560 trẻ em, 40 trẻ được phát hiện bệnh tim bẩm sinh, trong đó có 22 ca cần phải can thiệp và mổ. Với phương châm hãy cho con em bạn được khám tim ít nhất một lần trong đời, Nhịp tim Việt Nam nỗ lực đem các chuyến khám sàng lọc đi sâu hơn, xa hơn đến các xã huyện khó khăn nhất của các tỉnh, với hy vọng đem cơ hội được kiểm tra tim đến cho các trẻ em, đồng thời hy vọng giảm tỷ lệ quá chỉ định mổ xuống thấp nhất có thể, để em nào phát hiện ra cũng có cơ hội được giúp và được sống một cuộc sống khỏe mạnh. Xin chào tất cả quý vị, hiện nay thì Thùy Trang và ekip những người thực hiện chương trình đã có mặt tại Bệnh viện Đà Nẵng. Và trong những chương trình tuần trước thì chúng tôi cũng đã giới thiệu đến quý vị trường hợp của em Châu Minh Quân mới 8 tháng tuổi thôi. Và bây giờ thì chúng tôi mới nhận được một tin là em đã có cuộc phẫu thuật tim thành công. Bây giờ thì Thùy Trang mời tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng gặp gỡ gia đình của em nhé. À, mẹ ơi, hôm nay em đã khỏe chưa mà lại khóc nhỉ? Em khỏe rồi cô, do là cháu mập răng đó, cái sao cháu sốt nên cháu khóc. Vậy sau khi mà mình mổ xong thì mình thấy là sức khỏe của em á, nó tốt hẳn hơn ngày trước không? Dạ, khác hẳn nhiều đó cô. Vậy thì mình cảm thấy như thế nào sau khi mà em đã vượt qua cuộc phẫu thuật rồi và bây giờ thì đã rất là khỏe mạnh rồi? Bố với mẹ rất là vui, cảm ơn mấy nhà tài trợ và mấy bác ở đây đã tận tình giúp đỡ cho cháu. Mắc xin cảm ơn tất cả các bác sĩ ở khoa phẫu thuật can thiệp tim mạch Đà Nẵng và lại các nhà tài trợ. Sau khi bác qua khoa phẫu thuật thì bây giờ nó rất là khỏe mạnh và rất là vui mừng. Thấy con mình bây giờ nó hồi phục một cách đó bình thường như những đứa trẻ khác, rất là cảm ơn. Đối với trường hợp của em Châu Minh Quân thì chính xác là tình trạng bệnh của em như thế nào và sau cuộc phẫu thuật thì cái tỷ lệ thành công là bao nhiêu phần trăm? Bé được mổ lúc 8 tháng tuổi thì cái quá trình mổ cho bé là mình sẽ mổ triệt để một lần. Có nghĩa là sau khi mổ lần này thì bé sẽ được khỏe hẳn luôn chứ không có cần phải mổ lần thứ hai. Vì có một số trường hợp mà bệnh tim bẩm sinh phức tạp thì người ta sẽ mổ tới 2-3 thì. Nhưng mà đối với bé thì cũng may mắn là bé đã được phẫu thuật một thì triệt để. Thì hiện tại cái tình trạng của bé cũng nói chung là tạm ổn. Vậy trong thời gian sắp tới thì bé Châu Minh Quân có thường xuyên phải đến khám định kỳ tại bệnh viện kiểm tra lại tình trạng bệnh không ạ? Thì theo cái quy trình thì tất cả những cái bé mà sau khi mình mổ tim á thì mình sẽ thường tái khám 1 tháng sau mổ, 3 tháng, 6 tháng, sau đó là 1 năm. Và nếu tình trạng bé ổn định thì cứ 1 năm sau đó thì bé sẽ được tái khám định kỳ để theo dõi cái tình trạng mà sau khi mổ của bé như thế nào. Vì có một số trường hợp mà sau mổ thì cũng tỷ lệ thấp thôi nhưng mà nó cũng sẽ có những cái biến chứng về lâu dài thì mình phải theo dõi. Để nếu như mà không may bé có xảy ra cái đó thì mình biết trước, mình biết sớm để có thể mình giúp bé tiếp theo. Nhưng mà hy vọng là bé sẽ không có bị gì. Vâng, quý vị thân mến, chị Bích Châu là một nhân vật rất là quen thuộc của chương trình của Nhịp tim Việt Nam và của chương trình Nối kết yêu thương, và chị cũng là người trực tiếp đến nhà thăm bé Châu Minh Quân trước ca phẫu thuật. Và bây giờ chúng tôi rất là muốn biết là cảm xúc của chị như thế nào khi mà thấy bé đã phẫu thuật xong rồi và bác sĩ cũng đã nói là thành công 100% và bé đã khỏe hẳn rồi. Làm cái chương trình này 10 năm ấy, thì mình không có một cái điều gì mà hạnh phúc hơn khi mà mình nhìn thấy sự khác biệt giữa cái chuyến thăm trước và chuyến thăm sau. Nếu mà cái chuyến thăm trước ấy, mọi sự lo lắng dồn lên người mẹ, mình cảm thấy họ loay hoay với cái chuyện là bây giờ không biết cuộc sống lối ra là gì. Và những cái lúc đấy mình về cũng chăn trở rất là nhiều. Khi nghe bé bị từ chứng phao lô cũng là một trong những bệnh phức tạp thì nghĩ rằng có thể phải 2-3 ca mổ. Thế nhưng mà bây giờ giống như bác sĩ nói là 1 ca mổ và bé đã được chữa triệt để, và đặc biệt là bé chỉ mới 8 tháng tuổi, thì đối với mình đây là một điều cực kỳ hạnh phúc, là bởi vì bé sẽ không bị mất tuổi thơ của mình. Khi bé lớn lên, cái vết mổ lành, bé quên mất mình đã từng bị bệnh tim, thì đây là một cái điều mà Nhịp tim Việt Nam ước là mình có thể làm như thế với tất cả các em bé bị bệnh tim, có nghĩa là được phát hiện sớm nhất và sẽ được cứu chữa sớm nhất. Như bé Quân đây thì gia đình sẽ được quên cái nỗi ám ảnh này đi và bắt đầu một cuộc sống mới hạnh phúc. Cảm ơn chị Châu rất là nhiều ạ. Vâng, quý vị và các bạn thân mến, chương trình Nhịp tim Việt Nam cũng như là chương trình Nối kết yêu thương của chúng tôi muốn gửi một thông điệp đến tất cả các bậc làm cha làm mẹ, đó là khi mà đoàn Nhịp tim Việt Nam có bất cứ một cái cuộc khám sàng lọc ở bất cứ cái huyện xã nào thì các bậc làm cha làm mẹ hãy đưa con em của mình đến khám bệnh tim ngay sớm nhất có thể để chúng tôi có thể phát hiện kịp thời và cứu chữa cho các em, để các em có thể có một cái tuổi thơ bình yên. Xin cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng với chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Ngày hôm nay thì chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị trường hợp của em Đinh Thị Thùy Trang, một cái trường hợp rất là đặc biệt mà chúng tôi đã giới thiệu với quý vị trong những chương trình tuần trước. Bây giờ thì xin mời tất cả quý vị hãy cùng Thùy Trang bước vào trong phòng để thăm hỏi và xem thử là tình trạng của bé Thùy Trang bây giờ như thế nào rồi nhé. À, xin chào con. Mình đã ăn uống lại được sau cái ca phẫu thuật chưa? Dạ rồi. Bé nó mổ được bao nhiêu lâu rồi ạ? Dạ, bữa hôm thứ ba tuần trước là được một tuần rồi đó chị. Dạ. Mấy ngày đầu thì bé còn mệt nhưng hôm nay bé khỏe rồi, bé ăn uống được. Dạ, à, cũng nhờ bé bác cứu chữa và chăm sóc bé. Dạ, bé cảm ơn chương trình Nhịp Tim cho em và đoàn em thay mặt cho bố và cảm ơn tất cả mọi người. À, xin chào bác sĩ. Bác sĩ có thể chia sẻ về cái quá trình chúng ta chữa bệnh cho trường hợp của bé này. Vâng, cháu Trang này là bị một cái bật cái tật gọi là tim bẩm sinh. Và cái tật tim bẩm sinh người ta gọi là một cái lỗ thông ở trong tim. Và bên cái y học thì tôi gọi là lỗ thông liên nhĩ. Khoa phẫu thuật can thiệp tim mạch của bệnh viện Đà Nẵng cũng như các trung tâm khác trong cả nước cũng như trên thế giới cũng thế, đó là có hai cách để điều trị. Cách thứ nhất là mình có thể phẫu thuật tim mở ra để mà mở quả tim ra để mình tìm đến lỗ thông đó, mình vá lỗ thông này lại bằng một miếng vá nhân tạo. Hoặc là cái cách thứ hai là mình sẽ tìm cách là mình đi vào đường mạch máu để mình tìm cách mình dùng những cái dụng cụ thích hợp, tương thích với cái lỗ thông đó để mình bít cái lỗ thông này. Đối với những trẻ con, phương pháp cái xu hướng điều trị mới bây giờ, hầu như các bác sĩ điều trị đều có xu hướng là muốn tìm một cái cách nào đó để cho nó giảm nhẹ cái chuyện mà đau đớn cho bệnh nhân, mang lại tính thẩm mỹ cao. Nhưng mà quá trình điều trị một cái bệnh lý tim thì cũng phải dựa vào cái bệnh lý đó phù hợp. Và cái hai là cái tiêu chí quan trọng nhất vẫn là đảm bảo cho tính mạng của bệnh nhân cao nhất. Đối với bé Trang này, dự kiến lúc đầu đối với một bé gái xinh xắn như thế này, tụi tôi cũng đang rất muốn tìm cách nào đó để có thể xét xem có thể phẫu thuật bằng phương pháp mình dùng là gọi là đi vào đường mạch máu can thiệp để bít bằng dụng cụ hay không. Nhưng vì cái tình trạng lỗ thông này, cái lỗ thông này mình để đến thời điểm này thì nó khá lớn. Cái thứ hai là vị trí lỗ thông nó nằm không thuận lợi, nó không ở trung tâm mà nó lại lệch về phía các cái mạch máu lớn. Như vậy thì thế nếu mà mình cố cài dụng cụ vào thì nó không thể nào bám được. Chính vì vậy mà tụi tôi muốn chọn đến phương pháp an toàn cho bệnh nhân nhất, đó chính là phương pháp mổ mở. Sau khi tiến hành phương pháp mổ mở thì các bác biết, các anh chị biết rồi, thì mổ mở nó liên quan đến cái chuyện là rất nhiều khâu trong vấn đề mổ mở, ngay cả vấn đề hồi sức rất quan trọng. Sau khi về hồi sức tiếp tục, tụi tôi theo dõi tình trạng của cháu, nó có những cái diễn biến mình cần phải xử lý trong vấn đề hồi sức. Sau khi tiến hành xử lý thì tình trạng cháu bắt đầu ổn định dần, sau đó được rút ống nội khí quản và chuyển ra phòng ngoài. Thì đến ngày hôm nay phải nói cuộc mổ như thế này, vết thương thì lành lặn, vẫn còn thay băng hàng ngày nhưng mà liền rất là tốt. Cái thứ hai, tình trạng sức khỏe huyết động của cháu ổn định hoàn toàn. Các thông số bi lăng xét nghiệm hàng ngày kiểm tra đến ngày hôm nay rất là ổn. Thì phải nói đến giờ thời điểm này là ca mổ này đã thành công. Và hy vọng trong tương lai đối với những cái ca này tụi tôi làm rất nhiều rồi, có rất nhiều kinh nghiệm với chuyện này. Thì đánh giá tình trạng bệnh nhân như thế này thì tình trạng nó sẽ dần dần qua tim của cháu nó sẽ hồi phục. Vì mình ở tim trẻ con nó có đặc biệt hơn tim người lớn tí. Sau khi mình xử lý nó ổn rồi thì nó sẽ phát triển. Và cái tình trạng suy tim nó sẽ giảm dần theo năm tháng ở đây và cháu sẽ được tái khám và theo dõi định kỳ nghiêm ngặt ở cái khoa phẫu thuật và can thiệp tim mạch bệnh viện Đà Nẵng để mình có quan tâm tư vấn cho gia đình cũng như theo dõi cháu sức khỏe trong những thời gian sắp tới. Bây giờ thì không khí ở đây đang rất là vui vẻ, cả mẹ, cả gia đình, tất cả mọi người, bác sĩ và tất cả những người làm chương trình chúng tôi đều cảm thấy rất là vui khi mà trường hợp của em Thùy Trang thì đã phục hồi rất là nhanh sau ca phẫu thuật. Bây giờ thì bác sĩ cũng đã nói là em hoàn toàn có thể là có một cái cuộc sống khỏe mạnh, trái tim khỏe mạnh rồi. Và bây giờ Thùy Trang rất là muốn biết cái cảm xúc của chị Bích Châu, một người đã đồng hành cùng với Nhịp Tim Việt Nam, cùng với rất nhiều em nhỏ Việt Nam bị mắc bệnh tim bẩm sinh trong 10 năm qua. Cảm xúc của chị lúc này như thế nào? Cái tin về Trang á, bé Trang á, là cái tin mà mấy ngày nay Nhịp Tim, văn phòng Nhịp Tim Việt Nam lúc nào cũng chờ ấy. Cho tới chiều ngày hôm qua thì Huệ là bạn quản lý chương trình tim mới nói là chị Châu ơi, Trang nó khỏe rồi đó. Mà mấy ngày nay giờ em mới dám báo với chị. Thì mình nghe mình mừng, chưa từng thấy luôn. Mình nghĩ là mình y như đặt vào trường hợp là mẹ của bé vậy. Bởi vì trong những ngày mà bé phải xử lý rồi chờ bé mổ, rồi chờ cái quá trình hồi sức của bé, thì cả văn phòng rất là hồi hộp. Tại vì cũng biết là tình trạng của bé là diễn biến nặng. Và mình cảm giác cái kết này nó giống như là một cái kết hạnh phúc cho một câu chuyện mà mình theo, giống như mình hay kể ở đó, là giống như một câu chuyện rất là kỳ, rất là kỳ tích. Là bởi vì rõ ràng là hoàn toàn tình cờ người bố, vì nghe có cái chuyến khám sàng lọc, không định đưa con đi khám, nhưng mà nghĩ làm sao để đi qua đi lại cái trường của con rồi xin vô
cô giáo cho đưa đi khám. Và cuối cùng bố đã ra cái quyết định đúng. Thì Châu còn nhớ như in cái ngày mà đến nhà thì mới phát hiện là bé bị bệnh có một tuần, thì cả nhà cũng đang khóc bù lu bù loa. Rồi mình dù mình lấy kinh nghiệm nhiều năm, mình nói rằng không sao đâu, chắc chắn bé sẽ được cứu. Thế nhưng mà trong những cái ngày mổ, rồi bố gọi, mẹ gọi thì báo tin á, thì mình cũng hồi hộp, mình cứ chờ cho tới khi bé nó thật sự được khỏe, cho tới cái ngày đó. Để đúng là cái câu chuyện từ lúc phát hiện ra cho tới khi bé hoàn toàn là được giải quyết ấy, thì sẽ là một thông điệp gửi ra ngoài kia. Tất cả những em bé nào dù chưa hề có nghi ngờ, chưa có dấu hiệu gì bệnh tim, thì bố mẹ hãy cho con được khám tim ít nhất một lần trong đời, để lỡ bé có bị thì bé sẽ được can thiệp kịp thời. Và Nhịp Tim Việt Nam chúng tôi hoạt động cũng tất cả chỉ vì một cái sứ mệnh đấy thôi. Vâng, quý vị thân mến, những chia sẻ vừa rồi của chị Bích Châu đến từ Quỹ Nhịp Tim Việt Nam cũng có thể cho thấy được cái tâm huyết của những người làm chương trình của Nhịp Tim Việt Nam. Và Thùy Trang nghĩ rằng là tất cả chúng ta, nếu mỗi người cùng góp một cái phần công sức nhỏ bé của mình, một cái sự chia sẻ nhỏ bé của mình, thì có thể mang đến một niềm vui rất là to lớn. Và các nhà hảo tâm chúng ta hãy cùng nhau chung tay để mang đến cho các em một tuổi thơ bình yên, một trái tim khỏe mạnh hơn. Cảm ơn tất cả quý vị đã luôn đồng hành cùng với chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Kính thưa tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Nối Kết Yêu Thương qua màn ảnh nhỏ. Sự đóng góp của quý vị hết sức quý báu và cần thiết để cứu sống các em nhỏ mắc bệnh tim bẩm sinh trong lúc này. Vì vậy, quý vị đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi để thể hiện tấm lòng và sự quan tâm của mình. Thùy Trang xin được thay mặt cho những người làm chương trình cảm ơn lòng hảo tâm của tất cả quý vị. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau. 100% đóng góp của bạn vào Nhịp Tim Việt Nam sẽ được sử dụng trực tiếp giúp phẫu thuật cho trẻ em nghèo bị bệnh tim bẩm sinh. Mọi chi tiết xin liên hệ 14E21, phường Thảo Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 0838 278787, website nhịptimvietnam.org.